Chào các bạn, hôm nay là mình quay cái cây mà nay nó nở nữa các bạn. Cây mình nói là mình đặt đổ á, nhưng mà do nó yếu mình mới dựng ngược lại lên thành bay các bạn. Đó này nó ra hoa nè, cây này là siêu bông siêu trái nha các bạn. Đó, có trái chín nè, có trái mới nở nè, ra hoa cây liên tục luôn, lúc nào cũng có hoa có bông. Đó, mình quay kỹ lại các bạn coi cây này. Đó, ở dưới quay lên nè, đó ở dưới quay lên. Cây này nó lúa ngoài là cả, à, như vậy là này, tàn riêng đó các bạn, đó những cái tàn riêng đó đây, thấy không? Cái cây này đó là cà hình như cũng đào trong cái kẹt núi á, thấy không? Rồi nó còn cái cùi không à, còn mấy rễ thì sao trồng sống nè các bạn, nè, còn mấy rễ mà trồng sống nè, nó đào trong kẹt núi, chọt vô kẹt núi, đó. Thấy nó góc nó lắc lửa không, góc chỗ này nha, bự nha, đó ngón tay cái mình nè cũng 19-10 cm gì đó, đó các bạn thấy lắc lửa không, góc này là siêu trái luôn, để có cái hình mà mình chụp trong cái hình nền của cái clip thứ nhất và thứ hai trong cái YouTube mình, các bạn coi vô cái clip đó đi, cái hình nền trong YouTube nha, hình nền trong YouTube mà clip thứ nhất hay clip thứ hai đó có cây này cho trái đó, cái nào để kỹ lại các bạn coi. Đó, cái tàng này tàng green nha, tàng green đó. Cái này đó là chọt vô cái núi sao nó còn mấy cọng rễ nó, bây giờ là anh em ta về ưa cái sống thì tôi thấy vậy tôi mua luôn, nó là núi Vĩnh Lợi nha. Đó, các bạn thấy trái nè, nhưng mà trái vừa trái chín có nè, rồi trái mới cho ra có nè, không nó rồi vừa ra bông nè nha, vừa trái mới nở nè, nó vừa trái ấy nè, trái chín nè, trái ra bông nè, trái mới nở nè, cái cây này nói chung là nó trái liên tục các bạn, đó. Bạn thấy cây này núi Vĩnh Lợi thì mình nó đặt đổ xuống các bạn, đặt đổ cắm đầu xuống luôn á, sau này nó bị đổ quá cái cây mới các bạn, nó không an toàn không, mình vẫn bay đỡ luôn. Sau này nó mạnh giỏi mình đổ, đang chuẩn bị cho qua nở bông chứ, đang nở nè, bắp cánh cắn vậy nó nở các bạn, đó nó nở. Mấy cây này thì giờ mình là sửa lại, đang ra sung đi không, còn cây này thì đầu chín nữa các bạn, bữa mình hái rồi các bạn mà giờ chín nữa nè, đó cây này cũng vậy, mình cầm lại mình đợi mình lấy quả các bạn, trái to không đó, mình cầm lại bạn thấy không. Những cái cây mà mình quay đây đó là những cây đó, là ở núi Vĩnh Lợi nha các bạn, thấy không? Đó, cây Vĩnh Lợi nè, cây rất là to, các bạn thấy không? Đây mình nè, cây này cái đời đầu nha, cây có clip. Còn cây này ở eo gió, cây này ở eo gió, cây này cũng eo gió nè các bạn, cây này eo gió nè. Đó, nó đang cho trái nè, đó, trái được rồi, qua trái nè, nó rụng cũng mới rồi các bạn, lý do rụng là mình bỏ ngoài mưa các bạn, mình đem vô đợt cái đem vô sớm đó. Nó vẫn cho trái các bạn, trái nè, bạn thấy không, đó, trái cục rồi. Nhưng mà cây này mới các bạn, cây này mới là mình mới mua về nó trái này, đợt trái này á, trái nó vừa ra tàn ra nhánh là nó cho trái, mà trái cũng được 2-3 cây chưa đủ tàn đó, nó chỉ có trưa về mình hồi đó chỉ có cái gọng không à, gọng từ trên nó rớt xuống nè, nó không có nhánh nào hết, mình nuôi nhánh ra đó các bạn, nuôi nhánh ra đó, cây này nó vậy cũng cho qua cho trái, nó cũng hạn chế đây. Cái cây này nay mình xả ra chim nó ăn hết rồi. Đó, nó ăn hết rồi nè, nó ăn còn cái cùi không nè các bạn thấy không, nó cái cùi không à, nè cuốn không à, đó, nó ăn nè, đó, nó ăn hết ráo luôn, kệ cho nó ăn đi. Cây này thôi mình đẩy sẽ canh nó đẩy ra để vô các bạn, trời sớm ơi nó u ám nó muốn mưa sao đó, canh đẩy ra vô trái nè các bạn không, đó, trái nè, cây trái rất là nhiều, qua rất là nhiều, còn cây này thôi mình không có để nổi nữa, đấy nè, đây
quá à, trời, hỏi cây này chuẩn bị nó chín các bạn nè, nó chín nè, trùm lại nè các bạn, nó trái nó lục cục nó chín nè. Cây này cũng vậy đó, mình trùm lại để chim ăn, để mình hái giống đó. Mình đây cũng chuẩn bị ba cái lưới hết các bạn nè, lưới mình mua về nhiều lắm, để khi nó có trái mình trùm lại các bạn, hoặc là nó bị con bọ hút á, vô nó hút mình sẽ trùm lại, mình không cho con bọ hút nó vô. Những cái cây mini ở đây các bạn, mình có nhiều cây mini như là cây này các bạn, cây mini thân đắc lượng đó, đắc lượng. Những cái cây này các bạn mình chưa vô luôn được, tại vì nó còn yếu các bạn, yếu là yếu gì à, nó mình vô cái sọt các bạn, cái sọt bằng mũ á, mình mới sang qua cái chỗ bằng đất nung đó. Mới ra đọt non, cái cây mới ra đọt non nhỏ nguy hiểm đó các bạn. Quá trời, bây giờ gai rồi các bạn thấy không, cây ở Vĩnh Lợi là gai dữ lắm, mình thấy cây đó mình sợ gai đó. Hôm nay là mình quay là cái cây mà nó đẩy ra để vô nè các bạn, đó, nó cho trái nè, trái dây không đạt các bạn ơi, tại vì đợt rồi nó bị mưa mấy đợt các bạn, mới đợt sau thì nó không bằng. Cái này mình thấy vậy, bấm lợi coi sao đó. Bấm lợi. Còn như trong cái cò hòn non bộ của mình nè các bạn thấy nè, nó cho ra hoa nè, nó cho ra hoa thấy không, hòn non bộ và cái con của mình á đó, nè nó cho ra hoa nè, cái con mà mình giới thiệu các bạn để mình ươm lên cũng năm mấy, hai năm rồi các bạn, hai năm rồi đó. Cái này nè, nó cho ra hoa nè, cho trái nè, ươm lên hòn non bộ cho văn nghệ thôi, chứ ba cái đó buôn bán ngay hòn non bộ đó cả trăm ký. Cây này giờ nó cho ra hoa các bạn nè, nó ra hoa à, cây này ra hoa cũng mình không biết sao mà cưỡng nó lợi, nó đang si mình sửa kiểu này mà nó cho hoa vậy, nó sao nó lấy nè, cho trái nè, trái nè, bạn thấy trái chùm không đó, trái nó chùm này nè, trái nó chùm mà cây lúc đó mình phải sửa nè, quấn mình sửa, mình đập, mình búa này vỗ cho nó dập thân dập lá luôn mà nó cũng ra nè các bạn, thấy không, nó ra hoa nè, ra hoa nè, hoa chỉ các bạn nè, các bạn thấy không, nó đang nhú ra chi chít luôn nè các bạn thấy đó, thấy không. Cái cây này là hôm Tết năm rồi mình có bông trái mình đem về đó các bạn, đây nè, trái nè, cây này mình chưa vô luôn nha các bạn, tại vì cây này đó, mình đang sửa nè, hoa nè các bạn, nè hoa ra nè, quay kỹ các bạn coi, nó quả ra chi chít nhưng mà nó mới nhú nha, cái này nó mới nhú, nhưng nó ra còn nhiều nữa, mới nhú thôi, mỗi đọt đều có nhú qua hết đó. Bởi vậy cây này á, mình yêu thương nó, dở cho mình hồi trước nó xấu dữ lắm các bạn, bay bay lượn lượn nè, ba thân nó bay bay, mình sửa lại nè, cố tình sửa lại, một là mày sống không đó, ra qua nè, hai là mày chết, chứ không có chơi cây mà kiểu mà dạng mà được nó, thấy không, sửa lại hồi đó ba cây này nó lùi qua bên đây nè các bạn, nó lùi nè, thân này nó lùi rồi hướng qua bên trái nè đó, rồi mình mới chỉnh sửa lại đó, dặn lắc lộn là chỉnh sửa lại thành ba thân ra và theo nè, nó cho qua đây trên này nữa nè đó, trên đọt nữa nè, trái nè các bạn, đó, trái nè, mình không hiểu cây này luôn, cây ở núi Vĩnh Lợi các bạn, nó rất là sung, nó rất là siêu qua siêu bông, do đó các bạn chọn lựa giống chơi nha. Đó. Bây giờ hải châu giờ hết rồi các bạn, núi này không còn nữa, và cây này cũng vậy nữa các bạn, bệnh các bạn, cây này nó cũng dạng là xiên bông xiên trái á, mà đó cái bụi này đó mình thấy đào ngay cho núi Vĩnh Lợi á, mình mới kêu ship về trong thời gian mình trồng á các bạn, mình sang chậu sang tới sang lui á, rồi nó yếu vàng rễ, nó vàng, nó đỏ vàng nè, nhưng mà nó cũng ráng rặn cho trái nữa các bạn, thấy không, nè, trái nè, cái lục cục nhưng mà trái này nó không đạt, lý do là nó bị si á các bạn, nó không có lớn, nó
những cái trái mà giờ là mình đó lớn thì nó cỡ này nó chín rồi. Thì mình cứ thả rừng đi, thả cho nó bộ rễ dưới này các bạn, bộ rễ dưới này cho nó cứng đi, rồi các bạn cứ sau này mình sửa, mình uống, mình nắng sao cũng được. Nhưng mà cái cây này là cái thằng riêng, từ ngày mua về cái là cho trái lần này là đầu tiên nha các bạn. Đó, coi nè, gai nè các bạn thấy không, gai nhìn thấy chưa? Đó, do đó các bạn là chơi hải châu này nè, bạn thấy trái không nè, trái nè, có bệnh nhưng mà vẫn cho trái vậy đó, vàng lá nè, nó cho trái. Bởi vậy các bạn chơi hải châu mà chọn đó, nó trái nè, trái nó cũng chùm chùm. Nhưng mà cái cây này á các bạn nè, tôi về tôi sửa lần 2, 4, 6, 8, 9 thân, cắt hết nó bụi nhiều lắm. Nhưng mà thân nó các bạn thấy bằng chiếc đũa ngón tay người Úc, nó nhỏ hơn ngón tay Úc nữa. Nó, cái thân nó các bạn thấy không, giờ mình chọn mình lựa mình thân ra mình uống nắng nè. Đó các bạn, tôi quay dưới lên cho các bạn coi nè, nó uống nắng chọn rồi nó mới thành cái kiểu chứ. Cái bụi này nhìn đó nhìn thấy ghê lắm các bạn, nó không được vậy đâu đó. Nó không được vậy đâu, xấu lắm. Nó như cây rừng mà mọc lên rất là nhiều thân, quá trình mình nghiên cứu chọn lựa không, nó uống được cái bộ rừng vậy đó. Cây này tại Vĩnh Lợi núi luôn, bứng gần sát bên biển luôn. Mấy cây mình mua về đây giờ nó cho trái chín các bạn đó. Đổ đổ mình thoái cái dáng đổ đổ mà mình thích là cái dáng đổ đổ, dáng bay bay bụi rừng đó. Còn những cái cây con nè các bạn, cây con là cái của cây mà được rồi, mình quay lên trái cục cục đó các bạn, mình gieo nè, mình đem mình ghép cục đá đến nay nó bị lớn rồi các bạn đó. Và theo nó chưa, mình ghép đá giờ tới giờ lui hoài đó. Clip đến đây cũng đã dài nha các bạn, mình tạm dừng, mình còn một cái clip sau nữa để các bạn coi nha. Những cây hải châu này, hải châu này là biển đảo luôn, là cây này là mình cũng mua ngoài La Cà nè, rồi về cây cao các bạn, cây nó cao lên cỡ 5 tấc, mình cắt mình xuống còn gần mình chơi cây mini đó. Đến nay thì nó được vậy, khỏe vậy các bạn đó, những cây mini đây, những cây mini mà giờ nó ra cho bông nữa các bạn, bông rá quá là nhiều luôn nè, đây nè, thấy không? Đó. Rồi clip đến đây mình kết thúc vậy các bạn. Đây, cây trái như rau hề, cây này trái đầu tiên nha, không được thôi. Không được nữa là cho dao vô bánh tét luôn, mình sẽ cắt dĩa lại, tại vì đợt rồi mắc mưa các bạn, mình chưa xác định nó cho trái như thế nào, nhưng mà trái đối với mình trái về là không đạt, nhưng mà nó vẫn ra bông nữa các bạn không, tại vì mình nó loại nè, ra bông quá trời bông nè. Cây này mình cưng nó, mình đóng cái xe mình để tới để lui, nhưng mà đợt rồi mình bỏ ngoài mưa một đêm nó rụng sạch sẽ luôn, quên các bạn. Nói chung cái gì cái này, lớn tuổi rồi đầu óc thì khi về rồi quên rồi. Mình kết thúc clip nha các bạn.